Bà Xã Đắc Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Xã Đắc Huy đang đứng tại một cái xe cây chở những cái tác phẩm quý của chú Thông Mơ. 7 tác phẩm quý, đã hạ được 5 tác phẩm rồi. Thì còn 2 tác phẩm quý nữa. Rất đông mọi người đang trầm trồ, thán phục. Và cộng với cái cảm giác hồi hộp thì cái quá trình hạ những cây quý này cũng triển lãm hải dương. Đây là tác phẩm Tiên Nữ Giáng Trần. Đây là Tiên Nữ Giáng Trần. Và những cái đôi trực cổ, trực tán tổng nguyên bản. Không được so đâu. Em không nói bán như thế này. Không được so không. Ấn tượng không quý vị. Chưa có được so đúng không? Nghe ngày tin ý. Đúng không? Thế này là bị thế này. Ấn tượng quá quý vị ạ. Còn nói xa ra này. Quý vị nhìn thấy cột chậu, mấy lớp cột chậu và nu tầng tầng lớp lớp lu. Đó là cây trực tán tầng nguyên bản. Còn một đôi cây dáng mẫu tử đang chuẩn bị hạ xuống. Một đôi quý ơi, song long, xin lỗi quý vị, thiên long cổ mộc. Trước khi nào chúng ta lại được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm đẳng cấp đến như vậy. Dạ vâng, chào các anh. Anh ơi, em chào các anh. Em chào anh nhá. Chào các anh. Hôm nay vinh dự được ống kính của bonsai Đức Huy cho anh em thôi là được. Vâng. Tức là những tác phẩm quý của bác Thông Mơ ở trong. Dạ vâng. Đấy, nhân đây thì anh giới thiệu tên các anh một chút. Chúng tôi là những người tham gia gian hàng chợ trưng bày triển lãm Hải Dương đúng không? Nghe tin là dàn cây quý của bác Thông Mơ. Vâng. Được về tham dự hôm nay rất là mừng và được thưởng lãm. Đến nghe quả thực là nó là cổ vật. Vâng. Và không tưởng được. Dạ vâng. Tai nghe mắt thấy đúng không? Đúng. Thấy từng. Chúng tôi cũng là những người yêu quê cảnh nhưng nhìn cái này thì vài đời mới làm được tác phẩm này. Đúng rồi. Chứ không phải là hiện và một đời người làm được những tác phẩm này mà chúng gặp như thế này chắc không có. Vâng. Cảm ơn các anh nhé. Những cái tác phẩm như này thì chắc là không phải nói, quý vị cũng biết là quý thế nào, đẳng cấp thế nào. Ấn tượng quá quý vị ạ. Những cái điểm lu, điểm chùn như thế này đã nói lên tất cả rồi. 10 tháng 8. Cây xanh dáng mẫu tử, một cái lối làm của triều Phúc, những cây quý của triều Phúc. Sa Đức Huy cũng đã có lần được mọi người chia sẻ là đây là những cái tác phẩm chú mua những cây quý ở triều Phúc. Rất đông, rất đông mọi người đang có mặt ở đây. Quý vị nhìn thấy mọi người rất đông, ai cũng muốn được trực tiếp ngắm những cái cây quý này. Cái giây phút hồi hộp xen lẫn mấy sung sướng khi được chiêm ngưỡng những cây quý này. Mọi người đem cho chúng ta thưởng lãm. Những quý vị khán giả là những cái người may mắn nhất thì được chiêm ngưỡng nhiều cây quý như vậy. Mà
mà tất cả các nghệ nhân làm những tác phẩm, tạo tác các tác phẩm quý này cũng để dành cho quý vị, dành cho quý vị khán giả thân yêu. Ở đây luôn chứ anh. Vì đến với Hải Dương thì tha hồ mà chiêm ngưỡng những cây quý, những cây đẳng cấp, và chúng ta chiêm ngưỡng cái đường nét quý ấn tượng của những tác phẩm này, tác phẩm của chú Công Bơ. Ơ chào em. Chào Biên nhá. Làng Tiên Cá ngay trước mắt quý vị. Đây là một cái đôi long cổ kìa. Một đôi long cổ. Đồng cổ quý của chú Thông Bơ. Và còn một tác phẩm cuối cùng nữa quý vị nhé. Quý vị hãy chờ đợi tác phẩm cuối cùng của chú Thông Bơ hạ xuống sân triển lãm Hải Dương. Và cây cuối cùng quý vị nhìn thấy đang hạ xuống. Tác phẩm cuối cùng cũng là cái tác phẩm đặc biệt nhất. Lý do đặc biệt đó là cây có cái lù rất to ở ngang thân. Nhìn này, chúng ta cảm nhận được cái đặc biệt đó. Một cây xanh cổ. Ngoài cái đường nét cổ kính thì còn cái yếu tố độc đáo nữa. Thì thưa quý vị vừa được chiêm ngưỡng cái quá trình hạ 7 tác phẩm của chú Thông Bơ, những tác phẩm đặc biệt quý đã xuất hiện, những cây cổ như thế này đã nói lên tất cả, thật là khủng khiếp quý vị ạ. Và lâu lắm rồi chúng ta mới được chiêm ngưỡng những cái cây quý ấn tượng như này, những cây báu vật của Việt Nam. Bà Sa Huy được chia sẻ cho quý vị những tác phẩm như thế này cũng cảm thấy rất vui, những cái thước phim ý nghĩa, ấn tượng và chất lượng gửi tới quý vị cô cây trên cả nước. Những quý vị chưa đến triển lãm thì chắc quý vị cũng rất là nóng lòng rồi, nóng lòng muốn hòa mình vào những dòng người ở triển lãm Hải Dương. Đây là một cái dịp chào hai anh em. Đây Hải Dương quán là có khu show cây của chú Thông Bơ về. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Và Hải Dương rất là ngưỡng mộ. Tuyệt vời. Rồi. Ai cũng muốn được mới đề về với Hải Dương để được chiêm ngưỡng những cây quý này. À, Bà Sa Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Thước phim chia sẻ những tác phẩm của chú Thông Bơ hạ xuống sân triển lãm Hải Dương xin phép được dừng lời. Bà Sa Huy đến đây xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.